Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Vì sao Trung Quốc không thể đoán trước trận lũ kinh hoàng? Những ngày gần đây, nhiều khu vực ở tỉnh Hà Nam thuộc miền Trung Trung Quốc đang chìm trong nước lũ nghiêm trọng. Trong số này, thành phố Trịnh Châu gánh hậu quả nghiêm trọng nhất sau khi hứng chịu trận mưa lớn chưa từng thấy mà cơ quan thời tiết của thành phố miêu tả là nghìn năm có một. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, lượng mưa tích lũy đạt 622,7mm ở thủ phủ Trịnh Châu trong khoảng thời gian từ 2 giờ sáng hôm kia đến 2 giờ sáng ngày hôm qua, gần bằng lượng mưa trung bình hàng năm của thành phố là 640,8mm. Trận mưa lũ khiến ít nhất 25 người không qua khỏi. Khoảng 100.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ bao gồm binh lính và lính cứu hỏa được điều động đến thành phố. Sui A Phang, Phó Giám đốc Cơ quan Khí tượng Hà Nam hôm qua cho biết chính quyền tỉnh đã nhận được cảnh báo về nguy cơ từ thời tiết cực đoan từ năm hôm trước, nhưng các nhà dự báo thời tiết xác định nơi mưa lớn nhất là Tiêu Tác, địa cấp thị ở trên núi Tai Yang một ngày trước khi trận mưa lũ tồi tệ nhất xảy ra. Kinh nghiệm trước đây cho thấy không khí ẩm ướt từ Thái Bình Dương nhiều khả năng bốc lên và tạo thành đám mây khi gặp đỉnh núi cao 2.000m. Hôm vừa qua, chính quyền địa phương phát cảnh báo Tiêu Tác có thể hứng chịu 500mm nước mưa vào ngày hôm kia trong đợt lũ trăm năm có một và sơ tán người dân ở vùng trũng. Các khu vực khác bao gồm thuộc vụ Trịnh Châu ở cách đó chưa đầy 100km về phía nam được dự đoán là chịu ảnh hưởng nhỏ hơn. Nhưng trên thực tế, mưa lũ tồi tệ nhất ập tới Trịnh Châu, thành phố 12 triệu dân, một ngày sau dự báo. Sáng ngày hôm qua, thành phố phát cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất, nhưng phần lớn cư dân đã trên đường đi làm. Thành phố hứng chịu hơn 200mm nước mưa chỉ trong một giờ, lượng mưa cao nhất từng được ghi nhận ở Trung Quốc. Đến buổi chiều, Trịnh Châu ghi nhận lượng mưa nhiều hơn mức thông thường trong nửa năm. Mưa lũ làm ngập đường phố, khiến hàng trăm hành khách mắc kẹt trong tàu điện ngầm. Ít nhất 25 người không qua khỏi trong mưa lũ. Đồng thời, đường dây điện và nguồn cung cấp nước sạch bị gián đoạn ở nhiều quận. Một số trạm thời tiết không có dữ liệu do thiết bị hư hỏng. Chen Tao, giám đốc ở Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết Trung Quốc đã nỗ lực cải tiến dự báo thời tiết cực đoan, nhưng đây vẫn là một thách thức lớn trên toàn thế giới. Theo Chen, mô hình dự báo hiện đại hoạt động tốt trong điều kiện thông thường, nhưng sự biến động của thời tiết cực đoan chưa được hiểu kỹ. Có quá nhiều điều không chắc chắn ở hệ thống thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng tới độ chính xác của dự báo trên, Chen chia sẻ. Bà Su và cộng sự đã làm việc liên tục suốt 24 giờ vào tuần trước, thường xuyên cập nhật ước tính khi có dữ liệu mới và phát hơn 1.000 cảnh báo tính đến sáng ngày hôm qua. Các nghiên cứu trước đây cho thấy lượng mưa là một trong những yếu tố khó dự đoán nhất và phần lớn nhà khí tượng nói không thể dự đoán được lượng mưa sẽ rơi xuống trong một giờ cụ thể vào ngày hôm sau. Trung tâm Khí tượng Quốc gia ở Bắc Kinh là một trong 9 cơ sở được công nhận bởi Tổ chức Khí tượng Thế giới, nhưng dù sử dụng vệ tinh hay siêu máy tính, ước tính về lượng mưa của trung tâm vẫn sai lệch nhiều hơn so với số lần dự báo đúng. Theo một nghiên cứu vào năm ngoái của Phòng Thí nghiệm Thời tiết Cực đoan, tỷ lệ dự báo đúng về lượng mưa trong vòng 24 giờ của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc vào khoảng 15% năm 2008 và tăng lên 20% vào năm 2019, ngay cả ở Mỹ, Nhật Bản và châu Âu, nơi có lịch sử khí tượng lâu đời hơn và diện tích nhỏ hơn 30%. Một nhà khí tượng giấu tên cho biết dù rất khó dự đoán lượng mưa kỷ lục ở Trịnh Châu tuần này, thảm họa cho thấy một số khu vực chưa được chú ý, một phần do thiếu trạm theo dõi. Nhà khoa học đến từ Đại học Khoa học và Công nghệ Thông tin Nam Ninh cho biết, việc dự đoán lượng mưa theo giờ vẫn phụ thuộc quá nhiều vào radar trên mặt đất. Những radar này chỉ có thể thu thập thông tin hạn chế từ các đám mây, sử dụng nhiều hình ảnh vệ tinh và các nguồn thông tin khác hơn sẽ giúp đưa ra dự đoán chính xác hơn. Tuy số lượng radar và các thiết bị theo dõi khác đang dần gia tăng, những khu vực như Bắc Kinh và Thượng Hải được quan tâm nhiều hơn các thành phố nghèo như Trịnh Châu. Trong thời gian gần đây, các chuyên gia dự báo Trung Quốc bắt đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao độ chính xác, nhưng hoạt động của hệ thống phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu nạp vào. Chúng ta không chỉ cần tăng số lượng trạm radar ở thành phố mà cả vùng nông thôn có quá nhiều điểm mù trên khắp cả nước, nhà nghiên cứu cho biết. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sự kiện thời tiết cực đoan gần đây ở Trung Quốc, Bắc Mỹ và châu Âu đều là những lời cảnh tỉnh nhắc nhở mọi người về cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu. Liu Yunjie, nhà vận động năng lượng và khí hậu Đông Á của tổ chức Greenpeace nói, một số yếu tố bao gồm áp suất khí quyển, bão và địa hình đã góp phần gây ra trận mưa như chút nước bất thường ở tỉnh.
trên biển Nhật Bản và phía Tây Bắc Trung Quốc, áp suất khí quyển cao lục địa duy trì ổn định. Điều kiện này kết hợp áp suất khí quyển cao cận nhiệt đới ở Tây Thái Bình Dương đã dẫn đến tự động mưa ở phần trung tâm và phía Tây của Hà Nam. Hà Nam vào giữa tháng này nằm ở rìa của vùng áp suất cao cận nhiệt đới với sự bất ổn định đối lưu, có khả năng gây ra hiện tượng thời tiết khắc nghiệt chẳng hạn như mưa và dông. Trong khi đó, cơn bão số 2 đang tiến đến tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc, đẩy một lượng lớn hơi nước vào các khu vực lục địa của đất nước, góp phần làm trầm trọng thêm cơn mưa lớn ở tỉnh Hà Nam. Luồng không khí va chạm các ngọn núi sẽ hội tụ và bốc lên trên xung quanh khu vực, tạo nên mưa lớn tập trung và ổn định. Lưu Mexican cũng nhiều lần phát triển ở các khu vực miền núi và di chuyển về phía Trịnh Châu, dẫn đến mưa dữ dội và kéo dài. Chuyên gia Giang Ninh của Sở Khí tượng tỉnh Hà Nam cho biết, từ trong 4 ngày tới, Hà Nam sẽ có cơn dông bão phân tán nhưng không to trên quy mô lớn. Tại thành phố Lạc Dương của tỉnh Hà Nam, con đê Diutan phía tây thành phố Trịnh Châu đã bị vỡ một đoạn khoảng 20m. Quân đội Trung Quốc cho biết con đập có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Ở Trịnh Châu vào lúc 1 giờ 30 phút sáng hôm qua, hồ chứa Quách Gia Trủy đã bị vỡ, trong khi đó mực nước tại hồ chứa ở Trường Giang và sông Dạ Lỗ đều vượt mức báo động. Hàng chục hồ chứa đập khác cũng được cảnh báo là có nguy cơ vỡ và sập. Trước đó, hai con đập ở thành phố Hô Luân – Bối Nhĩ tại khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc bị vỡ vào chiều hôm kia. Trong đợt lũ năm ngoái, Trung Quốc chứng kiến hàng loạt vụ vỡ đê đập. Đoạn đê dài khoảng 50m trên sông Dương Tử, đoạn đi qua huyện Phiên Dương, tỉnh Giang Tây bị vỡ sau nhiều ngày mưa lũ lớn, khiến 9.000 dân phải sơ tán. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin rằng, toàn huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây đã có 14 đê bao xuất hiện tình trạng vỡ, bao gồm 2 đê lớn. Tại huyện Lưu Giang, tỉnh An Huy, khoảng 50m đê Sidawe bị vỡ do mưa lớn liên tục khiến mực nước hồ Sào Hồ dâng cao 2,4 km. Đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới, trên sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc được ghi nhận bị biến dạng nhẹ vào hôm vừa qua, khi nước lũ ở các tỉnh Tứ Xuyên và Trùng Khánh ở thượng nguồn chạm kỷ lục 61.000 mét khối trên giây. Cuối tháng vừa qua, đập này ghi nhận mức nước cao 164,2m, trong khi mực nước tối đa mà hồ chứa có thể tiếp nhận là 175m. Theo ông Michael Oslin, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Hoover, Đại học Stanford, Mỹ, nếu đập Tam Hiệp bị sập, nó sẽ có sức công phá như thảm họa Chernobyl, giống như các đợt nắng nóng gần đây ở Mỹ và Canada. Trận mưa lũ ở Trung Quốc gần như chắc chắn có liên quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu. Các nhà khoa học cho biết mưa lớn kéo dài và lũ bất thường ở Tây Âu vào giữa tháng gây ra trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 200 năm ở Đức và ảnh hưởng nặng nề đến Bỉ và Hà Lan. Trận lũ lụt khiến gần 200 người không qua khỏi và hàng nghìn người mất tích và mất nhà cửa. Tại Moscow, Nga cũng ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong vòng 120 năm là 54,7 độ C hôm vừa qua. Tại Mỹ và Canada, đợt nắng nóng kỷ lục bắt đầu từ cuối tháng vừa qua được cho là đã khiến hàng trăm người không qua khỏi. Sóng nhiệt kèm khô hạn kéo dài cũng gây ra cháy rừng ở cả hai đất nước. Mùa màng ở Bangladesh bị hủy hoại, nhiều ngôi làng ở Honduras bị san phẳng. Các quốc đảo nhỏ đứng trước nguy cơ bị xóa sổ vì nước biển dâng cao. Trung Quốc bị ngập lụt nghiêm trọng hàng năm gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, trong những năm qua, hệ quả mà nó để lại ngày càng nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu và tốc độ đô thị hóa nhanh. Khi càng nhiều bê tông bao phủ mặt đất, nguy cơ ngập úng càng tăng. Theo báo chí quốc tế Indian Express, Benjamin Houston, giám đốc đài quan sát trái đất của Singapore, nói rằng với sự ấm lên toàn cầu, bầu khí quyển của trái đất giữ nhiều độ ẩm hơn, dẫn đến những trận mưa như chút nước. Theo Lee Su, nhà phân tích khí hậu của tổ chức Greenpeace, lũ lụt gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Trung Quốc rằng tình trạng biến đổi khí hậu đang thực sự xảy ra ở đây. Biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như sóng nhiệt và lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn, gây chết người nhiều hơn trong 20 năm qua. Liu Jianyuan, nhà vận động năng lượng và khí hậu tại Đông Á của tổ chức Greenpeace, Johnny Chen, giáo sư khoa học khí quyển tại Đại học thành phố Hồng Kông, thì phân tích rằng điểm chung ở đây rõ ràng là hiện tượng nóng lên toàn cầu. Những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như vậy có thể trở nên thường xuyên hơn trong tương lai. Điều cần thiết là các cấp chính quyền thành phố, tỉnh và quốc gia phải phát triển chiến lược để thích ứng với những thay đổi đó, ông Chen nói. Bản tin của Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.